Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam và EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Đinh Quang Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin chào khán giả và Ngọc Lan. Ờ à, hôm nay quý vị sẽ nhìn thấy ở trên áo của Ngọc Lan, trên à, vé áo của bác Thái đều có logo của Leader Sài Gòn TV. À, hy vọng từ đây về sau tất cả những khán giả nào khi xem những cái bản tin mà thấy à, những à, À, những người à, trình bày những sứ ngôn viên nói chuyện mà có cái logo trên áo biết đó là bản tin của leader Sài Gòn TV à, chứ không phải là từ ở nơi nào hết để biết là có nhiều nơi ngay sau khi bản tin vừa post lên là bị à, cái nạn ăn cắp đủ thứ hết à, từ à, chiều ngày hôm qua thì bắt đầu tên tất cả à, báo chí trong ngoài nước khắp nơi đều nói đến một cái tin rất là quan trọng mà mọi người theo dõi chưa bao giờ có tiền lệ luôn. Đó là ông cựu tổng thống Donald Trump đã bị đại bộ thẩm đoàn truy tố Mời bác thầy Thưa quý vị, cái tin này nó nổ ra từ lúc khoảng độ 2 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua Từ Washington Post cho tới New York Times, tại nước Mỹ, CNN, Fox News và Âu Châu Hầu hết tất cả các báo đều nói về tin này Và suốt một đêm hôm qua, chúng tôi thức cho tới một giờ đêm coi news không có một đài nào nói một cái gì khác hơn cái tin này. Họ phân tích tất cả mọi khía cạnh dẫn tới cái chuyện này. Nhưng mà cái một điều buồn cười là ông Trump ông tuyết ra. Đó, ông gửi cái tuyết ra. Thì phải thay vì ông dùng cái chữ indicted tức là truy tố. Thì ông dùng cái chữ indicate. Lại là cái lý do để cho người ta giễu nữa. Indicate tức là mình chỉ một cái điều gì đó. Còn indicted tức là truy tố. Ông viết có thể lầm thôi. Nhưng mà người ta giễu là người ta giễu. Một cách tóm tắt thì thưa quý vị. Đây là một cái vụ điều tra nó cũng kéo dài lâu rồi. Tức là năm 2016, cái lúc mà ông Donald Trump ra tranh cử tổng thống đó, nó xảy ra một cái chuyện có một cái cô nữ tài tử chuyên môn về phim người lớn, tức là phim X, là Stormy Daniel. Daniel đã tố cáo rằng ông có ăn nằm với cô ấy, với bà ấy thì đúng hơn. Thì ngay lập tức sau đó nó, uh, cái vụ đó được xem như là chìm xuống một thời gian vì về phía ông Donald Trump qua cái ông luật sư Michael Cohen bỏ ra 130 ngàn để mua cái sự im lặng của bà Stormy Daniel. Vừa cái chuyện nó cứ thế nó vỡ lỡ ra từ từ từ. Ông luật sư Michael Cohen vì khai không đúng sự thật trước cái ủy ban của Hạ viện cho nên bị đi tù. Và ông là người 10 năm là luật sư của ông Trump. Và từng nói rằng nếu mà ai bắn ông Trump đó, thì tôi tôi tức là Michael Cohen sẵn sàng lấy thân mình ra tôi đỡ cho ông tổng thống của tôi tức là trung thành đến như thế nhưng mà khi ở tù xong thì ông xét lại ông không được bởi vì cái này ông ông bị gọi là con dê tế thần ông bị bán đứng đó thế sau khi mà ông thỏa thuận với lại tòa án được ông sẽ nói sự thật thì ông được thả và bây giờ đó, không biết ngày hôm qua cái cái verdict tức là cái 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 vụ bỏ phiếu này đó vào lúc hai giờ mười thì vào lúc 1 giờ 45 phút ai là nhân chứng cuối cùng đi ra khai có 30 phút thôi. Thì 30 phút sau là đại bồi thẩm đoàn họ bỏ phiếu lên. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ chờ. Bởi vì thưa quý vị trong cái thuật ngữ của chính trị người ta gọi đây là một cái vụ unsealed. Tức là vẫn còn giữ trong kín đáo bí mật. Một hai ngày nữa đó thì tránh công tố viên tại Manhattan là ông Avin Brack sẽ công bố những chi tiết liên quan đến cái cuộc bỏ phiếu đó. Bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ biết là sẽ có truy tố, mà truy tố đó thì bây giờ các đài đều nói sáng ngày hôm nay tôi nghe chương trình của đài National Public Radio đó, thì chính luật sư của ông Donald Trump trả lời như thế này. Ông Trump đã biết chuyện này từ trưa ngày hôm qua và ông Trump sẽ có mặt tại New York vào tuần tới thì tin bây giờ ai cũng biết là ngày thứ hai ông Trâm sẽ có mặt để thứ ba vào khoảng 2 giờ ông sẽ ra trước cái uh, gọi là ủy ban công tố của Manhattan District ấy, để làm cái thủ tục mà <laughs> nhận tội nhận tội đây không có nghĩa là là guilty đâu nhé nhận cái thủ tục truy tố nó rắc rối lắm rồi uh, tôi có tìm hiểu với một vài luật sư về vấn đề hiến pháp thì cái câu hỏi được đặt ra như thế này này Tại sao một người chưa bị đưa ra tòa để xác nhận rằng guilty or not guilty, tức là có tội không có tội, mà theo đúng thủ tục, vô tư công tư viên là nó còng tay ngay, ừ. Còng tay ngay lập tức, rồi sau đó, đó sẽ lăn tay, sau đó nó gọi là uh, smart shot, tức là chụp cái hình mà mình cầm cái 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 bảng đó để thiêu tên mình, này, ngày sinh tháng đẻ, vân vân để xem như có số tù thì các luật sư về hiến pháp họ nói rằng đó là cái thủ tục về tòa án của nước Mỹ. Điều đó không có nghĩa là ông Trump có tội. Ông Trump thì phải nhận một cái thủ tục là một người bị truy tố nhưng mà vẫn bị chụp hình, vẫn bị smart shot. Thậm chí may là chắc là nó không có làm với ông Trump. Nhưng mà với một người bình thường khác nó có một cái thủ tục nó gọi là cảnh sát điệu hai bên đó, mà người đó bị còng tay ra phía sau lưng để dẫn tới trước cái phiên cái ông tránh công tố viên như là những người phụ tá của ông trump đều bị còng tay hết phải không à, cái ông mà, mà nổi tiếng phụ tá của ông trump là ông steve bannon ừ. bị còng hai tay đó phía sao? tới trước cái tòa án xong ngồi xuống bàn nó mới được tháo còng đó thành thử ra người ta nghĩ là ngày thứ ba sắp tới ông donald trump sẽ có mặt tại tòa án và luật sư sáng nay nói là he surrender himself tức là ông sẽ tự trình diện và ngay lập tức ông sẽ tuyên bố là ông vô tội ông tuyên bố ông vô tội thì lấy làm gì để có một cái nó gọi là tại ngoại hầu tra tức là không bắt giữ gì hết ông ra rồi sau đó ông kiện lên tới các pháp viện hay là sao đó mình không biết nhưng mà thưa quý vị đây là một chuyện nổ lớn lắm rồi bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ có một vị cựu tổng thống bị truy tố về tội hình sự chứ còn có một ông tổng thống khác đã từng bị truy tố về cái tội đáng nhắc là cưỡi ngựa chạy quá tốc độ ở New York thì cái đó không kêu là tội hình sự nó gọi là tội nó gọi là lật vặt đó tội ừ. dạ, tội dạ nó không gọi là người ta không người ta không gọi là tội hình sự thành ra đối với trường hợp của ông Donald Trump thì đi cho đến giờ phút này ông là uh, tổng cựu tổng thống, ông là người đầu tiên cho là cựu tổng thống hay là tổng thống gì đó đều là bị tội hình sự đầu tiên. Người ta chưa biết là điều gì nó sẽ xảy ra trong những ngày tới đây. Um, có nhiều nhiều những cái dự đoán, nhiều những cái dự đoán um, ngày hôm qua đó thì người ta dự đoán là biết đâu chừng là ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày thứ sáu là cũng sẽ có những cái gì đó nó bùng nổ nhưng mà rồi thì lại có người nói rằng uh, chắc là phải chờ đến tuần tới tuy nhiên ngày trưa hôm qua sau khi mà tin này đã được uh, chính thức là đại bồi thẩm đoàn đã tuyên bố là ông uh, bị truy tố tội hình sự thì uh, cảnh sát ở new york bắt đầu triển khai bắt người ta chuẩn bị hết mọi tình huống có thể xảy ra bởi vì không biết được không biết được khi mà ông uh, donald trump cái lực lượng những cái người mà ủng hộ ông đó tôn sùng ông á vẫn còn rất là nhiều tại vì bạn của bác Thái mà cho nên à, hai uh, bạn tôi đấy đốt nó cho ông uh, tôi, nhắc dạ. đến mỗi ngày ông luôn. đâu phải yeah. ông là tổng thống nước Mỹ cái cái <laughs> luôn. Yeah. Uh, cho nên là người ta quan tâm rất là nhiều chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tình hình nước Mỹ trong những ngày tới như thế nào rồi uh, với cái chuyện mà truy tố ông như vậy thì uh, những cái tiền lệ gì sẽ được đặt ra, những cái điều gì người ta sẽ xem xét tới, rồi nó sẽ như thế nào nhiều, dự đoán những ngày tới sẽ như thế nào bác Thực sự ra chắc là không có bạo loạn như ngày 6 tháng ừ. riêng. Bởi vì uh, uh, chúng ta theo dõi tin tức, chúng ta biết là hiện nay đấy New York là một cái thành phố và cái số lượng cảnh sát lớn nhất tại nước Mỹ. Họ có 36.000 cảnh sát mặc sắc phục nhé. Ừ. Và 16.000 người dân sự. Thì trong thời gian vừa qua họ huy động hết. 36.000 cảnh sát mặc sắc phục đã túc trực rồi 16.000 cảnh sát dân sự nữa Đó là chưa kể cơ quan FBI Tức là cơ quan điều tra liên bang Mỹ à, Cái lực lượng à, gọi là Mật vụ Tức là Secret Service Và đặc biệt là cái lực lượng chống khủng bố Đều đã họp hết Và mấy ngày vừa qua Đã có một số người ủng hộ ông Trump Đến trước Manhattan District Để biểu tình ủng hộ ông Trump ừ. Nhưng mà người ta nói buồn cười lắm Tôi xem hình ảnh đó vào báo chí họ tường thuật lại vào cái số người biểu tình còn ít hơn cái số camera của các phóng viên họ đặt hai bên đường họ quay nữa. Có vào khoảng lèo tèo chừng độ 20 người trong cái nhóm gọi là Youth Trump Club tức là một cái câu lạc bộ những người trẻ mà ủng hộ ông Trump. Còn phía bên kia đường là những người chống ông Trump còn đông hơn những người mà ủng hộ ông Trump nữa. Đó là chưa kể tất cả những cái người mà gan dự vào cái vụ tấn công tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng Giêng mà sừng sỏ là những cái tay lãnh đạo đó bị bắt hết rồi và bây giờ những người còn sót lại họ sợ cho nên họ lên truyền hình họ nói với nhau họ nói trên truyền hình nữa đừng bao giờ dính vào cái chuyện bạo động này nữa thành thử ra tôi không tin là sẽ có bạo động gì cả và đó là chưa kể đối với luật pháp của mỹ đó, thì không có chuyện đùa như vậy được xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một bốn ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Free quay chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị như hồi nãy ở phần đầu đó thì bác Thái có nói là từ hồi trưa chiều hôm qua khoảng sau 2 giờ ngày hôm qua thì tất cả các hãng truyền thông lớn đều đưa tin liên quan đến vụ ông Donald Trump bị truy tố. Nhưng có một cái điều lạ đó đó là nếu từ cái hồi cái cuộc bầu cử chuẩn bị rồi ông sau cái biến cố ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vân vân. Quý vị sẽ thấy trên Facebook á, tràn ngập tin tức của mình chỉ nói riêng ở trong Facebook của người Việt Nam thôi là đây những cái chuyện mà liên quan đến ông Donald Trump họ bàn tán, họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà sau đó với những cái cuộc điều tra tiếp theo rồi những người trong cái cuộc bạo loạn đó bị truy tìm, bị truy tố, bị bắt thì tự nhiên lắng hết tất cả những người mà mình đã từng xem là những người mà uh, ủng hộ ông Trump uh, gọi là nhiệt tình nhất đó cũng không bàn gì đến những chuyện đó hết và đó là lý do mà từ ngày hôm qua thấy ở trên mạng xã hội những cái tin tức mà liên quan đến ông Trump để bàn bạc để đương nhiên những người ủng hộ ông sẽ bày tỏ một cái sự là có thể là phẫn nộ có sự là bất bình với lại cái uh, uh, cái điều này nhưng mà không ai nói gì hết là bởi vì ngay trước đó khi mà ông lên ông kêu gọi cái chuyện là hãy chuẩn bị biểu tình nếu như ông bị truy tố vân vân thì những người coi như là ủng hộ ông nhiệt tình nhất những người mà gọi là uh, giống như là đứng đầu hay là cầm đầu của những cái nhóm mà ủng hộ ông ừ. á người ta cũng đã lên để nói rằng là coi chừng đó là những cái bẫy uh, có thể là sẽ bị theo dõi, bị bắt vân vân. Thì đó là một hiện tượng mà chúng ta sẽ thấy ở trong lần này so với cái lúc mà ông kêu gọi uh, lúc mà ông ra tranh cử vào năm 2020 rồi sau đó sau cái vụ bạo loạn à, ngày 6 tháng Giêng vân vân, nó khác khác đi rất là nhiều. Thưa quý vị cái câu chuyện mà chúng tôi sắp ừ. uh, kể hầu quý khán giả của Little London TV sau đây cho thấy rằng luật pháp của nước Mỹ rõ ràng là nobody above the law, không ai được đứng trên pháp luật cả. Ở à, đây là không phải là lần đầu tiên một vị uh, tổng thống học uh, cựu tổng thống bị uh, truy tố mà đã có một ông tổng thống tại vị bị bắt rồi đó là ông tổng thống Ulysses Grant bị bắt vào năm 1872 một cái vấn tắt chúng ta đều biết là trong cái cuộc nội chiến của nước Mỹ đó thì phe miền Nam muốn bảo vệ uh, cái chế độ nô lệ để có người làm việc đồng áng phục vụ trong nhà mình còn phía miền Bắc á thì là muốn giải phóng nô lệ thì ông đại tướng Grant là người của phe miền Bắc chiến thắng ông đại tướng Lee là người phe miền Nam đây là cái sự oái oăm của lịch sử mà hay lắm là năm 1872 thì có một người cảnh sát tên là William West, ông này lại sinh ra trong một gia đình là uh, gọi là cái gì đấy, người uh, nô, lệ. nô lệ, tức là một ông da đen người nô lệ. Trong lúc ông đang đi tuần tra ở bên New York thì ông thấy có một người cưỡi ngựa rất lẹ, vượt tốc độ và nhảy qua một cái một cái rào cản đó, thì ông William West ông chặn người này lại ông ngỡ ngàng bởi vì đó ông đại tướng ly tức là tổng thống ly lúc bây giờ. À xin lỗi tổng thống Grant chứ ông Lee đã thua cuộc rồi. Thì đây là nguyên văn câu của ông uh, sĩ uh, hạ sĩ cảnh sát người da đen William West nói như thế này. I'm sorry, Mr. President. Tôi xin lỗi tổng thống. Tôi biết người ông là cái người lãnh đạo toàn đất nước này. I am nothing. Tôi không là cái gì hết. But a policeman. Tôi không là cái gì hết nhưng mà tôi là một người cảnh sát. Duty is duty. Tức là nhiệm vụ là nhiệm vụ. Cho nên thưa với tổng thống, tôi bắt buộc phải bắt ông. Đó. Bắt ông ông, 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 ông tổng thống Grant xong đó và tòa án tha gọi là tại ngoại hầu tra với cái số tiền đóng là 20 mỹ kim của năm 1872 tức là một khoảng 500 mỹ kim bây giờ. Nhưng mà cái hay nhất đó là ông tổng thống ra, ông không phiền hà gì cái ông cảnh sát này hết, mà ông còn khen ngợi nữa, ông bảo cái ông cảnh sát William West này đúng là cái người làm việc một cách gọi là cương trực, giữ được cái nhiệm vụ và bổn phận của mình với tính cách là một người đứng ra để thi hành luật pháp và bảo vệ luật pháp, hay không? Anh em, chính vì cái vụ mà ông Trump bị truy tố ngày hôm qua, đó. báo chí về nó khui lại cái chuyện này, họ bảo rằng trong lịch sử nước Mỹ đã có một ông, ông Trump là cựu tổng thống ông đại ông tổng thống Grant là đương kim tổng thống hồi bây giờ mà ông xuống ông nói trong cái câu chuyện ông bảo là ông cảnh sát này hay lắm ông Mr. William West ở ông West ông bảo là tôi chả có nghĩa lý gì hết nhưng mà tôi là cảnh sát thì tôi bắt ông <cười> <cười> đó là cái nền dân chủ của nước Mỹ nhưng mà thưa quý vị ngày hôm qua cái đại bồi thẩm đoàn họp như vậy họ làm cho phía ông Trump ngỡ ngàng ở chỗ này sáng ngày hôm qua cái tin đó, là đại bồi thẩm đoàn đã quyết định sẽ không họp lại cho tới cuối tháng Tư để quyết định về chuyện này. Như vậy thì rất nhiều người đinh ninh ôi như vậy. có nguyên một tháng Tư đặc biệt là cái mùa 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 lễ phục sinh sắp tới nữa, à, thì người ta tin rồi. Ở phía ông Trâm cũng nghĩ là ôi không một tháng không có vấn đề gì hết. Cho nên ngày hôm qua phía luật sư của ông Trâm bảo trong lúc đang ngồi họp tại mặt Alago, cái tin này nó đến với ông Trâm mà phía Công tố viên chính thức gửi văn thư rồi, báo cho ông Trâm biết là chúng tôi truy tố ông và ông phải là trình diện trước tòa tuần tới. Thì cả cái staff của ông Trâm, bộ tham mưu ông Trâm ngỡ ngàng hết, bởi vì họ không ngờ là đại bộ thẩm đoàn lại quyết định lẽ như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải chờ xem uh, là cái gì bồi thẩm đoàn của một phiên tòa sắp tới sẽ xử như thế nào. Đại bồi thẩm đoàn và bồi thẩm đoàn thì nó khác nhau ở sao ạ? Grand jury tức là đại bồi thẩm đoàn, còn jury là uh, bồi thẩm đoàn. Grand jury đó là do một vị công tố viên mời một cái số người trong một cái thành phố, con số của New York là 23 người. Những người đó được chọn lựa một cách uh, uh, gọi là công khai và không có bị mang cái tính thiên vị với một ai hết. Cái nhiệm vụ của đại bồi thẩm đoàn đó họ chỉ xét xem một người đó có cần phải truy tố hay không mà thôi. Nếu họ bảo là không cần truy tố thì coi như cái trường hợp đó bỏ luôn, dismiss. còn nếu đại bộ tầm đoàn mà họ bỏ phiếu, họ bỏ rằng người này bằng tất cả những bằng chứng này đấy thì cần truy tố người này nhưng mà họ dừng lại ở đó, cần truy tố thôi. tức là ngày hôm qua họ bỏ phiếu họ bảo là cần truy tố ông Trump về cái tội bỏ tiền để mua chuộc cô Uh, Stormy Daniel và một số những cái việc làm ăn gian trá, 30 cái tội gian trá khác về làm ăn. Sau đó thì cái thủ tục kế tiếp là ông Donald Trump sẽ phải ra lăn tay chụp hình và nếu là dân thường là bị còng tay. Không. nhưng mà người ta không tin là sẽ còng tay ông Trump bởi vì không muốn gây một hình ảnh nó tệ đến như thế. Rồi mới tới một phiên tòa. Thì ông Trump có kháng cáo chăng nữa đó thì phải chờ phiên tòa cái đã. Thì lúc đó sẽ có một ông thẩm phán ngồi và có một bồi thẩm đoàn họ nghe luật sư của hai bên nói về cái trường hợp này. Sau đó thì đại bồi thẩm xin lỗi, thẩm bồi thẩm đoàn 12 người đó. Họ sẽ bỏ phiếu họ bỏ là ông này guilty or not guilty. Nếu mà guilty thì bị cáo được quyền kiện lên tối cao pháp viện. Mà tối cao pháp viện mà đã gõ búa rồi đó. Hoặc là dismiss, hay là guilty thì không có gỡ được nữa. Thành thử là chúng ta sẽ thấy rằng Nó sẽ còn một cái tiến trình lâu Nhưng mà cái điều đặc biệt cho dù Một người có bị đi tù chăn nữa Đang ngồi trong tù ăn cơm tù đó Vẫn được ra tranh cử tổng thống Có không? Chắc chắn Đó là luật hiến pháp của nước Mỹ Tại sao cô biết không? Bởi vì các bậc tổ phụ của nước Mỹ khi mà lập quốc Họ đâu có bao giờ họ nghĩ hết mọi trường hợp Họ viết trong hiến pháp Cho nên sai đâu thì sửa đó không Cho tới giờ phút này Một người bị còng tay rồi bị tù rồi, ăn cơm tù rồi, không được gặp mặt gia đình bởi vì ở trong bốn phòng giam của chạy tục vẫn được quyền nộp đơn ra tranh cử tổng thống như thường. Yeah. Dĩ nhiên, không ai bầu cho hết, ngay cả cái đảng nó không bao giờ nó bầu cho cái người nó đại diện đảng ra tranh cử tổng thống đâu, nhưng mà luật của nước Mỹ, mm. law is the law. Tức là một người bị tù vẫn có quyền ra tranh cử tổng thống. Bởi vì cái điều đó không được ghi ở trong cái quy định đối với những người ra tranh cử tổng thống quy định người đã tranh cử tổng thống phải là người sinh trưởng ở nước mỹ ví dụ như vậy thì bắt buộc phải là như thế còn không ghi trong đó là người đang ngồi tù hay bị tù tại vì người ta không có nghĩa không ai nghĩ rằng đến một lúc có những người như vậy ra tranh cử tổng thống cho nên điều đó chưa được ghi nhưng mà sau này có thay đổi không thì chúng ta phải chờ xin mời quý vị cùng trở lại với đinh quang thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy 2Easy Chuyên bán nệm cao su cứng Chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Và 714-487-7889 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app, tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, quay trở lại với đời sống hàng ngày. Một cái nghiên cứu cho đặt ra cái câu hỏi rằng là thu nhập của một người bao nhiêu thì có thể sống thoải mái ở tiểu bang California. Ừ. Ở tiểu bang vàng đó. Thì theo bác Thái là bao nhiêu để sống thoải mái ở tiểu bang này? <laughs> thoải mái định <là> nghĩa như <laughs> thế nào là thoải mái? Dạ, yeah, đó là cái câu, cái câu trả lời rất là Um, bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thoải mái cái câu đó khó tại vì người Việt Nam mình bao nhiêu cũng đủ hết um, người Việt Nam mình uh, họ hỏi như vậy là có giàu không nhiều người như bác Thái này sống ở ngay tiểu bang California thu nhập theo như người ta tính toán á, là của, của ở đây của bên uh, MIT họ làm cái uh, cái nghiên cứu này để thấy rằng là để mà sống sống được thoải mái giống như, như họ tách ra có những cái khu vực mà giàu những khu vực mà À, ví dụ như là San Francisco, Oakland Beverly Hill nó phải khác rồi. Thì ở đây, đây là cái mức lương mà sau khi trừ thuế nha. À, sau khi trừ thuế. Ngọc Lan nghĩ đây là gia đình đó. Oh, một người yeah. chứ. Tại vì nếu mà gia đình không thể nào 84 ngàn mà sống ở San Francisco. Nổi. <cười> <cười> sau khi trừ thuế 84 ngàn. Như vậy là trước khi trừ thuế cái cái số tiền này là phải là người ta gọi là cái mức lương là ba số là ba con số là tức là trên 100 ngàn ở San Diego ở cái cái vùng đó đó thì là ngót ngắt cũng phải gần 80 ngàn mới có thể là sống thoải mái uh, Los Angeles Long Beach Anaheim gần mình ở đây cũng phải trên 76 ngàn uh, Riverside, một thời nghe đến Riverside là nhà cửa rẻ lắm Riverside, San Bernardino, Ontario cũng phải 67 ngàn Không nghe nói đến vùng Orange County Có thể là vượt quá những cái mức này chăng thì đây là những cái nơi mà họ nói là cái những cái thành phố này giống như là hơi high class một chút. Quý vị sống phải tiền nó nhiều hơn một chút. Nhưng mà cũng có những cái nơi mà ở ở Mỹ nha, ở Mỹ cái đó là ở California, ở Mỹ á quý vị vẫn có thể uh, sống một cách rất là thoải mái nhưng mà không cần đòi hỏi phải lương cao như vậy. À, ví dụ như là St. Louis ở Missouri, chỉ cần 57.000 trên 57.000 thu nhập là sống sống ok. À, rồi những cái vùng ở bên uh, Michigan thì đó 58.000 hay là ở nơi mà đông người Việt mình sinh sống như là Houston, Houston, Texas thì là trên 62.000 là sống thoải mái. À, thì khi mà những cái hay là San uh, San Antonio ở bên Texas 59.000 thì khi mà đưa ra những cái con số này đó, thế nào những người Việt Nam mình cũng nói wow well, Tại vì người Việt Nam ở đây quanh cái khu vực này, những người uh, đi uh, đi làm nhà hàng nè À, đi làm nail nè những cái công việc mà lãnh tiền mặt nè làm gì mà có cái chuyện mà khai thuế đến mức mà trên 50.000 đến 40.000 cũng chưa có đến 30.000 thậm chí còn chưa có nhưng mà họ vẫn có nhà họ vẫn sống thoải mái đó cho nên là hồi nãy nói là như thế nào là thoải mái như thế nào là đủ nó tùy theo cái cách nghĩ của mỗi người à, có người là sống thoải mái có nghĩa là căn nhà đó 3 phòng là phải có sử dụng ba phòng đó cho những người trong nhà ví dụ như cặp vợ chồng hai đứa con là ba phòng nhưng mà cũng có những người việt nam mình mua một căn nhà lớn ba phòng xong rồi người chủ nhà sẽ sống ở gara ừ. còn lại quy cái nhà cho thuê <laughs> <laughs> đó là cái chuyện đó là thực tế ở đây mà chưa kể đó là không phải là cho thuê như vậy cái gara đó còn ngăn ra nữa hay là ngoài sơn còn ngăn ra nữa thì họ sống rất là chật chội đôi khi mình cứ thắc mắc rằng là ủa như vậy thì người ta dùng tiền để mua căn nhà đó rồi cho thuê đó để làm cái gì mà bản thân mình thì phải sống một cách nó 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 gò ép như vậy sống một cách mà nó chật chội như vậy hay là nó thiếu tiện nghi như vậy thì cái câu trả lời cũng chỉ có chủ nhà mới trả lời cái người đó trả lời được thôi chứ mình không trả lời thay được theo bác thái thì sao à, cô cô ngọc lan nói về cái chuyện mà có một căn nhà ba phòng xong cho thuê hết để mình ở gara đó thì tôi đưa một thí dụ tôi đến nhà một người bạn chơi tôi thấy họ cái bộ xe lông của họ là họ lấy cái cái khăn tắm cũ đó họ trùm cho đầu tới cuối xong tôi mới hé hé tôi lén lén ông chủ nhà ông đang nấu ăn tôi lén lén tôi nhìn tí xíu thì phía trong là da mới toanh à tôi hỏi bạn tôi tôi tại sao ông phải làm vậy chi về hướng cho nó sướng và không ơi tôi trùm về cho nó giữ nguyên như vậy để khi tới khi tôi dọn nhà tôi bán nó vẫn còn nguyên Tức là nếu mà họ ở căn nhà đó mà họ trước khi họ dọn đi chừng 3 năm, 4 năm, 5, ừ. 5 năm chẳng hạn. Ừ. Tức là họ không được hưởng một tí nào cái bộ salon lông mới cả. Yeah. Họ hưởng một cái khăn lông cú. Cái đó thì mỗi người định nghĩa cái. Ừ. Hạnh phúc là do cái define của mình. Do cái định nghĩa của mình thôi. Tôi đưa thí dụ là ở Cách đây chừng 4 tuần lễ tôi đi ăn một bữa ô oh, can eat. Thì tôi vào đối với tôi cái cá sống Sashimi trong cái bữa ô oh, là ngon lắm rồi. không Nhưng mà người bạn bên cạnh mà, tôi không thể nào ăn cái món cá này được tôi ừ. hỏi tại sao vậy bảo ông ơi ăn cá sống nó không ăn như vậy ăn những cái miếng một miếng thế này thôi nó phải là 11, 12 đồng một miếng thì nó mới ngon ông ăn cả một cái tô thế này mà ông chỉ trả có một lần ông ăn đủ mọi thứ khác cá nó không thể nào ngon được nhưng mà đối với tôi cái định nghĩa của tôi được ăn món cá sống như thế là vui rồi nhưng mà đối với ông bạn tôi thì tiêu chuẩn ông cao hơn ừ. không? còn có những người bạn họ nói với tôi thôi chứ tôi không biết cái cái cái, cái, cái thực tế là như thế nào họ ăn những cái tiệm mà được liệt kê là Michelin, Michelin của Lan đúng không? Ừ, vậy à, vậy. À. dạ. tiệm được Michelin mà hai sao ở cái vùng đâu ở bên ở Vai hay là Tustin phải trả tiền trước 450 đồng cho một người nếu mà ngày hôm đó mà lại không đến thì mất hết tiền đó luôn ừ. nhưng mà đó là chưa kể tiền rượu đó nhá thì đó là cái định nghĩa của cái người đó thoải mái có nghĩa là được ăn một bữa Michelin như vậy ừ. còn với tôi thoải mái ấy, đôi khi tí nước phở ăn với cơm nguội là vui rồi đó à, bởi vì mình đã chạy qua những ngày cơm còn không có mà ăn ừ. thì một tí nước phở nóng có một chén cơm nguội xương lắm thế đó là định nghĩa cái sự thoải mái nó nằm ở cái chỗ đó yeah. mà dĩ nhiên có những cái những cái chuẩn mực nó hơi uh, phải common sense một chút chung một chút thí dụ mình đã lỡ mua khi đôi giày rồi thì phải đi chứ đừng có lót giấy vào trong đó xong đi để mà mốt bán lại thì cái điều đó cũng hơi hơi quá đáng. Yeah, khi mà đọc những cái nghiên cứu này thì mình sẽ thấy khá là nhiều cái điều thú vị người ta sẽ dựa trên những cái tiêu chuẩn nào để mà họ đưa ra những cái nhận xét như thế rồi mình thấy là mình có đáp ứng mình có nằm ở trong những cái khuôn mẫu đó hay không trong những cái khảo sát đó hay không rồi tùy mỗi người nhưng mà chung quy lại ở trong đời sống hàng ngày theo Ngọc Lan bản thân mình cảm thấy mình hài lòng với tất cả những gì diễn ra là điều đó là cái điều quan trọng nhất à, mình không cần là phải 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 theo phải theo ai đó phải làm cái gì đó mà bản thân mình mình cảm thấy mình hài lòng mình tự tin ở mình đó là cái điều tuyệt vời thưa quý khán giả tại vì cô Lan nêu vấn đề là ra cho nên ngày thứ sáu cà phê sáng cho tôi kể một cái chuyện có tính cách riêng tư để Mày mình thấy... định nghĩa thế nào là hạnh phúc nha. Ừ. trước năm 1975 có những lúc mà tôi lái xe Honda đi học đó đi ngang qua mấy cái chợ tôi thấy những ông họ sửa xe đó tay chân thì dính dầu mỡ hết họ cầm một cái đĩa cơm họ ăn với nhau đứng ngoài đường họ ăn vui vui vẻ lắm tôi đi ngang theo tôi nghĩ thầm hồi đó mình hỗn mình nghĩ sai mình một trời mấy ông này ông ăn vậy thì có gì đâu mà vui thôi đời sống có gì đâu mà hạnh phúc đứng trang trang giữa nắng tay thì dầu mỡ ăn đĩa cơm mà sau năm 1975 thì công giai đoạn tôi lách tôi đạp xe xích lô thì ba bốn tên xích lô ngồi ăn với nhau trời thì nó mưa hơi lâm râm thôi cầm một cái đĩa một cái con cá mà họ kho cũng không lấy gì làm Làm ngon lành lắm mà cái mùi nó cũng tanh tanh nữa không nhưng mà lúc đó đói quá mưa nó nhỏ xuống cái đĩa cơm mình ăn nói chuyện với bạn bè cùng cái đám đạp xích lô ui sướng lắm bởi vì được ăn một đĩa cơm mà lại có một quả ớt hiểm nữa không thì đó là hạnh phúc cái định nghĩa yeah. hạnh phúc nó, nó không có một cái mẫu mực nào cho tất cả mọi người nhưng mà cái mà cô ngọc lan vừa mới đưa ra đó là một cái cuộc nghiên cứu của mit tức là cái viện mà lớn nhất của nước mỹ mà, gọi là massachusetts institute of technology cho nên họ đưa ra cái tiêu chuẩn của american way chứ không phải là của vietnamese way yeah. <laughs> vietnamese way ngọc lan nghĩ là vietnamese way có một lúc nào đó sẽ có ai làm một cái nghiên cứu để thấy được rằng là cái đời sống của người việt ở ngay tại mỹ ngọc lan nghĩ nó nó thú vị lắm luôn á nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị cô có thấy là xin lỗi khán giả tôi làm cho Little Saigon TV cũng mấy năm nay chương trình cà phê sáng mới lại làm với ừ. anh Thụy không cô có đi không một tuần lễ thôi cái vòng trở lại cũng cái áo này thôi và cũng <laughs> cái áo nâu này cái cravat này cái cravat này nó bao nhiêu năm nay rồi nó cứ vòng đi vòng lại bởi cái tiêu chuẩn mình thế thôi, mình thấy là mặc như thế là cũng được rồi, mặc thế, thế là lễ phép rồi, thành không sao. Ừ, thế mà cũng nhiều người là phải chờ để mà xem Đinh quan thái vào mỗi ngày. Không thứ xem 6. cái áo là có cái áo mới không? chứ trong cái nhà quê quá. À, thưa quý vị, đó là liên quan đến cái chuyện mà mức lương như thế nào là đủ sống một cách thoải mái ở tiểu bang California. À, trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã nghe à, bắt đầu từ à, khoảng à, giữa năm của năm 2022 trở đi thì tình hình nhà cửa địa ốc bắt đầu nó tuột dốc nó tuột dốc mà nhiều người nói là thấy là rất là đáng sợ à, xuống giá nhiều quá nhưng mà bây giờ đang có một cái dấu hiệu đáng mừng đó là à, giá nhà ở miền Nam Cali đã bắt đầu nó tăng lên rồi cái số lượng nhà bán nó đang cũng đang tăng lên và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Free khoai chiên cỡ vừa mỗi thứ sáu khi đặt mua trên McDonald's app. Tại tiệm McDonald's có tham gia. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lý sài gòn tv trước phần quảng cáo ngọc lan đang nói về giá nhà cửa giá nhà cũng như là số lượng nhà bán ra ở khu vực nam Ly đang bắt đầu là có nhiều nơi đã tăng lên chứ nó không có tuột xuống hay là đứng chừng lại như là thời gian qua mặc dù là khi mà cái tiền lời lên có lúc lên hơn 7 chấm làm cho người ta ngần ngại trong cái việc mà mua nhà bởi vì cái số tiền người ta đóng ra hàng tháng nó, nó quá nhiều so với lại trước đó À, tuy nhiên vẫn có những căn nhà Bán ra cao hơn cái mức Mà chủ nhà đòi hỏi rất là nhiều Vừa mới ngày hôm hôm qua đi thôi Một người quen Mà Ngọc Lan biết Họ làm cái công việc buôn bán nhà đó Họ phải lên, họ than thở rằng là Chủ cái người mà họ giúp tìm mua nhà đó Đã đồng ý trả trên cái mức Mà yêu cầu đó 50 ngàn Trả trên 50 ngàn rồi Mà vẫn không mua được Là bởi vì cái người mà mua được căn nhà đó Trả hơn đến 200.000. Ngàn. Ngàn. 200 ngàn cho một căn nhà. Trong thời điểm này thì quý vị cảm thấy là không phải là bây giờ nhà là cứ thả đó mình muốn mua là mình mang tiền ra mình mua được không phải. À, theo cái thống kê này cho thấy đó là mặc dù à, so với hồi tháng Giêng, nhà một số nơi vẫn có dấu hiệu giảm nhưng bên cạnh đó thì nhiều nơi là nó tăng hơn. Thì đó là cái cái điều mà người ta cảm thấy là à, những dấu hiệu mà đáng mừng. Ví dụ như là ở người ta tính chung, người ta tính chung nhà condo hay là townhouse ở California đó, ở trong tháng Giêng á là nó là trung bình là 580 000 nhưng mà tháng 2 vừa rồi nó đã vọt lên là 615 000 thì đó là nó tăng. Hay là ở cái khu vực mà Los Angeles cũng vậy, tháng Giêng là 700 nhưng mà tháng 10 tháng tháng 2 đã lên 710 000 rồi khu vực tính chung cái khu vực mà ở Nam Cali đó thì ở tháng Giêng cái giá trung bình là 738 ngàn thì tháng 2 vừa rồi nó đã lên đến 745 ngàn mặc dù cái giá này so với lại cái hồi người ta tính cái mốc mà cao giá nhà cao nhất đó là tháng 5 của năm 2022 lúc đó giá nhà trung bình ở miền Nam Cali phải tính đến là 900 ngàn khủng khiếp như vậy bây giờ nó tuột đứng xuống cái mức này rồi à, cũng có nhiều nơi thì giá nhà nó xuống thấp hơn so với lại à, Um, trước đó ví dụ như ở cái khu vực mà Contra Costa thì hồi tháng giêng nó là 736.000 thì tháng 2 nó là 700 uh, xin lỗi um, nó, nó nó thấp hơn Ngọc làn do cái chỗ để, để mình đưa ra nó bị bị sai Ví dụ như ở đây solano trước đó là 580.000 nhưng mà vừa rồi tháng 2 thì nó còn là 555 000 uh, ở khu vực mà miền Nam California của chúng ta ở đây thì à, nếu như ở vùng ở à, hồi tháng Giêng, hồi tháng Giêng là 778, tháng 2, 726 là nó có xuống, nó có xuống. Nhưng mà bên cạnh đó những cái vùng mà cái giá nhà mà à, kiểu như là thích hợp với mọi người đó. Ví dụ như là Riverside, tháng Giêng là 585, nhưng mà tháng 2 là tăng lên là 595, tức là có những vùng nó xuống nhưng mà nhiều vùng thì nó vọt lên mà những cái vùng mà nó vọt lên á thì thường nó rơi vào những cái vùng mà người ta cảm thấy là nó nó phù hợp nhiều hơn với lại à, đa số còn những cái vùng mà dâu á nhà dâu á thì à, những cái vùng đó thì lại à, có dấu hiệu là nó đi xuống bởi vì người ta với không nổi mà cái nghiên cứu cũng cho thấy rằng là cái khuynh hướng của người Mỹ bây giờ nhiều nơi á người ta không có muốn mua những căn nhà quá đắt tiền nữa là nó thích hợp với lại cái số tiền à, của giống như là trung trung á thì người ta dễ mua và dễ bán hơn. Thì đây cũng là một cái tin để cho những ai mà quý vị đang ngấp nghé đến cái chuyện mà mua nhà thì chúng ta cân nhắc để xem rằng à, như nhiều lần chúng ta đã nói, mua nhà đó là một cái duyên. Khi mà mình thấy mình có đủ cái điều kiện để mình đáp ứng được mua nhà, trả tiền nhà thì mình mua chứ nếu cứ chờ đợi à, xem nó có xuống hay không, xuống hay không thì đôi khi cái cơ hội nó đi qua rồi. Thưa quý vị, có một tin vui đối với Tòa Thánh Vatican là Đức Giáo Hoàng Francis sẽ được bác sĩ cho về lại Tòa Thánh, tức là ra khỏi bệnh viện vào ngày mai. Đức Giáo Hoàng Francis năm nay 86 tuổi và theo như phát ngôn viên của Tòa Thánh là Matteo Bruni thì Ngài đã được đưa vào bệnh viện hôm thứ Tư vừa qua bởi vì có triệu chứng là bị sưng phổi. Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành cái lễ Palm vào ngày Chủ nhật này ngay tại St. Peter Square. Uh, tin của tòa thánh cho biết là đức giáo hoàng uh, chiều ngày hôm qua đó đã ăn pizza một cách rất là ngon miệng với uh, một số các bác sĩ và cảnh sát bảo vệ an ninh cho ngài. Và sáng ngày hôm nay ngày thứ sáu tính theo giờ tại Âu Châu thì đức giáo hoàng thức dậy ăn sáng xong uh, đọc một số tờ báo uh, làm việc ngay tại cái giường nằm của mình trong bệnh viện và ngày mai thì đức giáo hoàng sẽ trở về căn nhà của Ngài tại Santa Marta để tiếp tục làm việc. Thưa quý vị, từ mấy ngày vừa qua thì rất nhiều người đã dâng cái lời cầu nguyện cho vị Chủ chân Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Bởi vì Đức Giáo Hoàng Francis là một khuôn mặt mà được rất nhiều người, ngay cả những tôn giáo khác hết sức lại yêu mến. Ngày xưa thì có Đức Giáo Hoàng John Paul đề nghị rồi sau đó tới đức giáo hoàng Benedicto và bây giờ tới đức giáo hoàng Francis ngày mai ngài sẽ trở về nhà. Yeah. À, thưa quý vị chúng ta đang sống ở trong một cái đời sống mà mạng xã hội rất là nhiều à, khi mà lên trên mạng coi đó có những cái điều nó bổ ích, nó tốt à, nhưng mà cũng có những cái mạng xã hội, à, những cái website hay là những người lên để họ thực hiện những chương trình á người ta gọi là độc hại tuyên truyền những cái lối sống độc hại um, mấy ngày hôm trước thì ngọc lan thấy uh, có một số bạn uh, đồng nghiệp gửi cho coi nói là ồ oh, chị là coi nè có người lên youtube họ làm những cái trò này nè mà người xem quá đông người ta vô người ta xem nhiều quá thì khi vào đó quý vị có thể tưởng tượng được chỉ làm nhiêu chỉ cái cách để mà giải kiếm tiền ở trên uh, À uh, Tinder, Tinder, là một cái trang trang giống như là cái trang web mà tìm bạn, tìm kiếm người tìm yêu. Tìm gian dối trên dạ. Tinder hả? Thì cái cô cô này trẻ lắm Việt Nam, rất là trẻ. Cô lên cô ngồi cũng kể chuyện mặt mài cũng xinh xắn lên ngồi kể chuyện cái cách dạy người ta cái cách kiếm tiền ở trên Tinder. Uh, giống như là hay ho lắm. Cô chỉ làm sao? Rồi kiếm tiền rất là dễ. À, ví dụ như ngày hôm đó là làm quen, hẹn làm quen với một cái anh chàng nào đó Thì lúc lúc về thì giả bộ nói là Ô à, bây giờ phải kêu kêu xe đi về nhưng mà bây giờ không có cái tiền mặt để trả à, Anh có thể à, cho em mượn trước 200 ngàn Rồi sau đó em sẽ à, giống như là Giống như bên mình ở đây chuyển lại, sẽ chuyển khoản lại trả anh được không Tại vì số tiền 200 ngàn á Ở Việt Nam á là nó khoảng ra 8, 8 đô la Thật ra 200 ngàn đối với nhiều người nó không có lớn nó vừa cho nên bây giờ thử tưởng tượng một người đàn ông mà một cô gái mở miệng ra hỏi mượn 200 trăm ngàn như vậy trả tiền thì chẳng lẽ thường người ta đòi? Tại sao mình hỏi là tại sao cô mượn yeah. 10 đồng mà cô mượn có 8 đồng thôi? Dạ <laughs> thường người ta sẽ không đòi. Ừ. thì cô nói á chỉ cần như vậy thôi mà trong một ngày mượn nhiều người ừ. thì một tháng kiếm tiền dễ lắm cái số tiền đó nó nhân lên nó kiếm được nhiều triệu thì đó là cái cách mà cô ta hướng dẫn những người khác đó ha rồi hay là à, cô ta mượn bằng cái cách ở à, hôm nay mình mình thiếu một chút này mình thiếu một chút kia những cái cách như vậy đó mà những cái cô gái trẻ này để lên để mà hướng dẫn ở trên những cái mạng xã hội cho nên bây giờ nó gọi là cổ suý cho những cái lối sống mà gian dối lối sống độc hại qua những cái app như vậy đó thì người ta nói nó nguy hiểm quá cần phải có những cái biện pháp gì đó thì để bộ mà là sao xin lỗi cô Thu yeah. 3 triệu tiền đi muộn là gì Ồ oh, ok Thì đây cũng cái cô này uh, Cô này chỉ một cái cách nữa Ví dụ như uh, cô, uh, quen với một anh chàng. Yeah. cô quen với một anh chàng Cô quen với một anh chàng Thì cứ mỗi lần mà uh, hẹn như vậy Nếu như mà anh chàng đó tới muộn uh, Thì cứ một lần như vậy Thì móc túi ra Là đóng cái tiền đi phạt là 100 ngàn oh, 100 ngàn tiền... cho một phút tiền 100 phạt đó. ngàn tiền phạt À, cô nói là sẽ biết có những người Ví dụ người ta bận đi làm hay gì đó Mà mình sẽ đặt ra những cái giờ hẹn Làm sao để cho họ luôn luôn Họ phải đến trễ một ít Thì cứ một phút là 100 ngàn 5 phút là 500 ngàn Và cứ nhân lên như vậy Thì cũng tìm kiếm được Mặc, mặc dù lúc đầu á, thì nghe vui vui Những anh chàng nào bắt đầu là Là đà làm quen với những nàng này Thấy cô nàng này ô đúng giờ Đặt ra vậy ô anh sẽ đến đến đúng giờ Nếu anh đến trễ anh sẽ đồng ý Anh nộp phạt cho em cứ móc túi ra đưa như vậy cảm thấy là vui nhưng mà cái người kia thì có chú ý phạt anh chàng này 500 phạt anh chàng kia 500 ngàn cứ cộng cộng lại kiếm tiền rất là dễ thì đó là những cái cách mà nó nhưng mà lạ một cái nha người ta lên người ta coi người ta coi nhiều lắm coi ô rồi có góp ý thêm có người thì lên để mà chỉ trích nhưng mà nhiều người thì cảm thấy ô tôi bắt trước cái này được rồi nha <cười> <cười> thì bây giờ người ta đang nói là đối với lại những cái dạng mà youtube câu view cái kiểu như vậy hay là trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội khác đó là cần có những cái biện pháp gì uh, về phía ở này là cũng người ở Việt Nam hay là đối với lại trên những cái uh, người quản lý của những cái trang đó người ta phải có cái cách gì đó để mà hạn chế bớt những cái chuyện như thế này uh, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn bác Thái hẹn gặp lại quý vị và bác Thái vào chương trình tuần tới xin chào toàn biệt quý khán giả và cô Ngọc Lạn Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medical Fucoidan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com Hoàng Trọng Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả chào quý vị đến với cà phê sáng và thời sự thế giới và hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày thế nhưng đầu tiên là thời tiết và hy vọng rằng sắp tới đây các cơn mưa sẽ không còn nữa thôi. Vâng, thưa quý vị và thưa anh hôm nay coi như là. Um... Trời đó thì cũng hết âm u nhiều rồi, ừ. bắt đầu có nắng ra và cái nhiệt độ nó cũng tăng nhiều so với những ngày trước. Hôm nay được khoảng lên 65, 66 độ ở tại quận Cam. À, gió thì cũng bớt rồi còn có năm sáu dặm một giờ thôi thưa quý vị nhưng mà ngày mai thứ bảy đó à, trời nắng lên nhiều hơn nữa và bắt đầu lên được gần 70 độ lận à, nhưng mà ngày mai đó thứ bảy với lại chủ nhật thì mặc dù nắng nhưng mà thấy là bắt đầu gió lại nhiều lên à, lên đến gần 10 dặm một giờ và qua đến thứ hai tuần sau đó thì à, gió lên gần 20 dặm một giờ lận thưa quý vị và cái có thể là tuần sau mưa nhỏ nhỏ rải rác quay trở lại tưởng là hoàn toàn hết rồi nhưng vẫn còn. À, trong khi đó à, mưa đã rơi xuống bởi vì à, người Việt Nam hay nói mưa đi chung với tiền <laughs> thì à, mưa rất tốt bởi vì đang khô hạn và thị trường chứng khoán cần mưa. À, con số liên quan đến lạm phát và đặc biệt là hàng bán lẻ và bán sỉ vừa qua đã giảm đây là cũng là tin vui. À, chúng ta thấy trong thời gian qua giá dầu không còn ở mức cao Thậm chí không vượt quá 80 đô la nữa Điều đó rất tốt để hỗ trợ vào giá cả làm giảm bớt Bởi vì vận tải tốn kém Hiện nay vẫn chưa có xe điện đi xa Cho nên vẫn còn xài Đi dầu cận thì cũng tốn kém như thường Thì cái con số này tụt giảm chỉ vào khoảng 5% so với một năm trước có lúc có lên tới 8% chúng ta còn nhớ đó, 8% hơn, bây giờ còn có 5% thôi. Thậm chí các một số các nguồn hàng khác giảm xuống còn 4,6%. Và điều này đó à, giảm thêm áp lực về lạm phát. Thêm nữa, một số các cổ phiếu của các công ty bán lẻ đã bị tụt giảm do người dân bắt đầu tiết kiệm dần sắp tới đây chúng tôi gửi đến quý vị những cái bản tin mà cho thấy người dân mỹ cả chục triệu người luôn sẽ phải bỏ tiền ra để mua các bảo hiểm y tế rồi nhiều cái chương trình khác nữa chúng tôi sẽ gửi đến và đây là lý do tại sao mà người mỹ sẽ tiết kiệm trong thời gian tới khi mà người tiêu thụ tiết kiệm thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị áp lực đối với hàng hóa giảm khi mà không còn nhiều người mua nữa thì giá cả trong thời đại dịch nó đã tăng mạnh bởi vì chúng ta ở nhà rồi sau đó chúng ta nhảy ra đi mua nghĩa là mua sắm dữ dội ở trong nhà cũng đi mua sắm nữa buồn quá không biết làm gì lên trên amazon mua hàng cho nên nó lý do áp lực thậm chí tàu hàng trở về bị kẹt ở ngoài khơi áp lực đó đã khiến giá cả tăng cao và kéo theo lạm phát lên trên 8%. giờ đây thì các áp lực này giảm xuống và khi mà lạm phát giảm thì điều gì sắp tới đây hy vọng là quỹ dự trữ liên bang không tăng phân lời nữa đây là những yếu tố đã giúp cho thị trường tăng mạnh hai ngày liên tiếp từ hôm qua tới ngày hôm nay. Dow Jones tăng thêm 186 điểm. Quý vị thấy kinh khủng không? Có lúc nó xuống còn có 31.000 mấy trăm thôi. Mà hôm nay là 33.046. Lên xuống hơn 1.000 điểm trong một thời gian ngắn vừa qua. Nhất là kể từ sau cái vụ mà sụp đổ ngân hàng SVB đó là chứng khoán rớt xuống còn 31 ngàn mấy trăm. Hôm nay thì tăng trở lại. À, với tình hình này khi mà phân lời chính phủ mà không còn tuyên bố tăng phân lời mạnh nữa sẽ còn tăng nữa. À, Nasdaq lên được 100 điểm 12.114 rồi. À, thường trong thời gian qua là dưới 11.000. S&P 500 4.077 thưa quý vị tăng được 26 điểm nữa. Công trái phiếu 10 năm là 3,52, 2 năm là 4,11. 2 năm vẫn tiếp tục tăng rất mạnh thưa quý vị. Trong khi đó thì công trái phiếu 10 năm và 30 năm thì giảm. Giảm bớt thêm áp lực mua nhà trong thời gian qua. Dầu lên 35 cent nhưng vẫn ở mức khoảng 74-75 đồng. 4 đồng 72 vàng xuống 4 đồng tư 1993 đồng 30 sen và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì đại bộ thẩm đoàn ở New York đã quyết định bỏ phiếu truy tố ông Trump liên quan đến cái cáo buộc đó là ông bỏ cái số tiền 130.000 để mà bịt miệng bà Stormy Daniels đó nhưng mà làm cái cách bất hợp pháp. Thì quý vị cũng nhớ là cái 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 chuyện này đó là từ ông Trump năm 2016 khi mà chính thức ra tranh cử đó thì là muốn che giấu cái chuyện ông đã ngoại tình với bà Stormy Daniels thì ông quyết định là trả bà một cái số tiền 130 000 nhưng mà đương nhiên là không phải từ ông ra để không muốn có cái record thì ông thông qua luật sư riêng của mình là Michael Cohen Michael Cohen Uh, ký check đưa cho bà Stormy Daniels rồi sau đó đó ông Cohen ổng mới làm một cái invoice đây là theo truy tố là đây là cái chuyện bất hợp pháp đó là invoice này giả Bill Trump Organization và được trả lại với một loạt những cái chi phiếu tổng cộng là ông nhận về 420.000 Mỹ Kim và tất cả những cái chi phiếu này đó, trong cái record của Trump Organization thì đều ghi là legal expenses chi phí pháp lý thưa quý vị và tất cả những cái check này được ký bởi chữ ký của ông Trump thì bây giờ theo như luật của New York đó làm giả hồ sơ kinh doanh falsifying business, uh, business records là tội thưa quý vị nhưng mà chỉ là tội uh, misdemeanor thôi tội nhẹ thôi hả? Hmm. Mr. misdemeanor tội nhẹ thôi quý vị thì để mà truy tố được rồi bắt giữ đó phải là tội felony thì felony là hình, hình sự đó dạ vâng sự. thì hình sự nó phải như thế nào đó là phía công tố viên là ông alvin Bragg đó là ổng phải nâng được và ổng phải proof được đó là thứ nhất ông trump bản thân ông trump hoàn toàn ổng biết hết và ổng cố tình ổng làm giả hồ sơ kinh doanh để mà cái chuyện đó trả cho ông à khô hình lập để che giấu một cái tội ác khác thì đó mới nó thành felony thôi quý vị. thì bây giờ cái indictment những cái truy tố của ông Trump nó chính xác là cái gì thì chưa biết được, ừ. tại vì nó đang được siêu à, phải chờ đến cái ngày mà ông Trump ra tòa ngày đầu tiên ừ. tuần tới có thể thứ ba mà cũng có thể chưa chắc nữa là có, bởi vì nhiều khi đọc ở trong tòa thôi mà lỡ ông tòa ông không cho báo chí vào thì cũng chưa ừ. nghe được có thể phải chờ luôn đến cái ngày xét xử đầu tiên thì bây giờ chưa biết nhưng mà bây giờ báo chí đó đương nhiên cái chuyện này nó quá lớn rồi liên quan cái chuyện là cựu tổng thống mỹ đầu tiên của hoa kỳ bị truy tố sau khi mà hết nhiệm kỳ mà trong lúc đang muốn tái tranh cử nữa thì không có báo chí nào mà họ không yêu cầu được tham dự vào yeah. cái ngày thứ ba tuần tới là ngày đầu tiên mà ông trump phải ra trình diện trước tòa đó thì uh, các chuyên gia họ suy đoán là uh, Đa, có thể là cái ngày thứ ba à, công chúng báo chí sẽ biết chính xác là công tố viên họ truy tố ông cái tội gì ừ. bây giờ họ họ chỉ nghĩ là đó hai cái tội đó đó thưa quý vị từ misdemeanor mà phải proof lên là felony à, thì bên cạnh đó à, bây giờ đó nhiều người họ thắc mắc là bây giờ ông trump ông bị truy tố như vậy ông còn ra tranh cử được không vẫn còn ra tranh cử được vị bởi vì bây giờ chỉ mới là truy tố thôi chứ người ta chưa có bị à là chưa, tội. chưa có bị buộc tội gì hết và bây giờ cái 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 tội cái cái câu chuyện này nó có thể kéo rất là dài có thể uh, qua năm 2024 luôn nữa thì một khi mà bị giống như là gián là có tội rồi đó thì ông Trump ông mới không thể ra tranh cử được nữa và nhiều người nói là cái chuyện này ông có bị còng hay không Tại cái tội này thật sự quý vị thấy không phải là felony cho nên là có thể thứ ba tuần tới đó ông Trump ổng bước vào tòa ông làm những cái thủ tục hành chính lấy dấu vân tay rồi thôi sẽ không có cái chuyện mà còng tay gì ở đây cả. Um. Hiện nay đã theo bản tin ghi nhận được ngay từ ngày hôm qua sau khi nguồn tin đưa ra thôi Bởi vì các phóng viên báo chí họ vẫn túc trực ở tòa nhà số 100 ở Central New York để Tòa nhà xét xử tất cả những cái vụ liên quan tới các hồ sơ từ Steve Bannon với những gì khác liên quan tới bất cứ Họ nói rằng không chỉ riêng ông Trump đâu mà trong thời gian ông Bragg, tức là công tố viên hiện nay, ông mới chỉ lên làm công tố viên chính thức trong các vụ án hình sự và liên quan tới business, các hoạt động kinh doanh và chúng ta cũng biết từ San Francisco tới New York, đây là trung tâm ổ của những kẻ mà chuyên môn lừa đảo từ thuế cho đến vấn đề kinh doanh, cho nên hồ sơ của ông Trump chỉ là một trong rất nhiều các hồ sơ mà công tố viên Bragg đã thực hiện làm việc trong thời gian qua. Chúng tôi tiếp tục với tin tức này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com Hết tất cả các cơ quan truyền thông báo chí đều đề cập đến chuyện mà Bộ Thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố ông cựu Tổng thống Trump bởi vì à, lịch sử Hoa Kỳ hơn 200 năm qua bao nhiêu đời tổng thống rồi 46 đời tổng thống chưa có một vị nào mà bị truy tố hình sự. Họ chỉ ra luận tội đàn hạt như thời của ông Clinton chúng ta biết được ông Trump cũng bị nhưng mà thoát về cái vụ mà đưa ra luận tội nhắm vào. Nhưng mà sau khi không còn làm tổng thống nữa đó Thì trong thời gian làm tổng thống chúng ta cũng biết là Trong thời gian đó không thể mà tìm cách mà à, Họ điều tra thì vẫn điều tra Bởi vì cái vụ này nó kéo dài từ 2016 Khi mà ông Trump đã được cử tri bầu vào rồi đó Thì cái vụ này mới đổ, đổ vỡ ra à, Thì lúc đó họ mới đầu tiến hành điều tra Mà trong suốt thời gian 4 năm trời ông làm tổng thống thì không làm được gì cả Họ mới âm thầm điều tra chờ sau đó rồi khi mà ông không còn chứ nếu bây giờ ông còn là tổng thống thì cái chuyện này coi như có thể đã chìm xuồng luôn. đó là lý do mà lần đầu tiên trong lịch sử một vị uh, cựu tổng thống của nước Mỹ bị truy tố tội hình sự và uh, ngay sau khi cái bản tin này được đưa ra đã ngay lập tức và bên phía tòa án cũng đã chuẩn bị từ trước rồi thưa quý vị ngay khi mà chúng ta thấy là tuần rồi lẽ ra vào ngày thứ tư đó thứ ba và thứ tư là những cái nguồn tin cho biết là bồi thẩm đoàn sẽ họp lại để tuyên bố chính thức là họ bỏ phiếu như thế nào trong cái vụ này. Hoàn tất rồi. Công tố viên đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục và luật sư của ông Trump đóng đã đưa ra các nhân chứng mà chúng ta thấy vào những ngày cuối cùng đó một trong những người từng làm luật sư cho Michael Cohen đó, đã cáo buộc Michael Cohen là kẻ lừa đảo. Nhưng mà rõ ràng các cáo buộc cuối cùng này đó đã không thuyết phục được đại bồi thẩm đoàn bởi vì sao họ nói như thế này chính michael cohen là người đã phải ngồi tù về cái số tiền này và cái tội khai gian ra khai gian trước đại bồi thẩm đoàn và tòa án và đã bị tù rồi và ông đã phải vì ông trump mà ở tù bởi vì khi mà michael cohen nhận được tin tức về cái vụ mà Triệu Tập và rồi bị truy tố. Trong số đó, ngoài chuyện mà thuế má nhiều thứ khác nữa bởi vì thưa quý vị, họ gom rất nhiều các vụ để mà cuối cùng đưa ra cái lệnh truy tố. Cho nên mình nghe là chỉ là cái tiền hush payment thôi. Cái tiền mà gọi là hush payment tức là tiền đưa ra để bịt miệng người khác không có được khai báo đó, gọi là hush payment. Nhưng mà À, không bao giờ mà chúng ta thấy chỉ có một tội của nó cả mà nó liên kết rất nhiều các tội khác nữa. À, vấn đề trốn thuế, vấn đề khai gian hồ sơ. Cho nên ngày hôm nay đó, nguồn tin được ghi nhận đó Đại bồi thẩm đoàn đã truy tố ông Trump đến 30 tội. 30 tội. Bây giờ thì mình không biết được bằng bởi vì lúc mà ông công tố viên Brac đưa ra đó thì ông phải đưa ra rất nhiều các tội, rồi lựa trên theo đó đó tòa có thể mà không có xét tới tội này xét tới tội kia thì đưa ra hàng chục các tội. Đại bồi thẩm đoàn sẽ theo dõi các tội trạng đó để quyết định những tội gì đáng để đưa vào cái tội hình sự. Và vì thế họ nói rằng mặc dù cái hồ sơ tòa án vẫn còn niêm phong nhưng mà những cái chi tiết mà lúc mà đại bồi thẩm đoàn xuất hiện rồi phe công tố xuất hiện thì họ biết được ít nhất 30 tội danh. À, cảnh sát ngày hôm qua đã bao phủ đưa hàng rào tới cái Trump Tower. À, cảnh sát đã liên lạc với cơ quan mật vụ ở Mar-a-Lago để họ nói rằng trước đó chúng ta cũng biết đó là sẽ không có cái chuyện mà để cho người ta thấy ông Trump bị còng tay mặc dầu cá nhân ông cá nhân ông Trump chúng ta cũng đã nhớ chưa có gì hết mà ông đã hô hoán lên ngày mai tôi sẽ bị bắt và tôi sẵn sàng giơ hai tay lên nghĩa là bị còng tay cho dân chúng biết đó, là đảng dân chủ Biden và những kẻ quá khích New York đó, đó là những tuyên bố của ông Trump đối xử với một tổng thống nước Mỹ như thế nào và ngày hôm qua sau khi mà tin tức này được đưa ra cá nhân ông lại một lần nữa viết lên trên mạng xã hội chỉ trích ông nói rằng đây là cái trò của bên phía dân chủ biden um, vũ khí hóa vấn đề chính trị này để tìm cách ngăn chặn không cho một ứng viên tổng thống mà ông nói rằng hiện nay đang đi xa so với các ứng viên khác của đảng cộng hòa và ông nói tiếp tục đây là một cuộc săn lùng phù thủy và để kêu gọi à, cử tri ủng hộ cho ông à, thì tình hình hiện nay đó họ nói rằng từ bây giờ cho tới thứ ba tuần tới theo dự trù bởi vì tại sao có ngày thứ ba luật sư của ông trump đã nói à, tiết lộ và nói với Tại à, vì sau khi đã có cái việc bỏ phiếu truy tố thì ngay lập tức công tố viên nói ok bây giờ chúng tôi đã có hồ sơ truy tố rồi bên phía ông trump ngày hôm nay có muốn ra đầu hàng hay là à, tự thú hay gọi là trình diện đó thưa quý vị thì chúng ta hay dùng chữ surrender đó là đầu thú bởi vì không có trốn nữa thì bên phía luật sư phải có nhiệm vụ nói rằng cho biết khi nào thì chúng tôi sẽ ông Trump sẽ có mặt thì đó là cái ngày thứ ba mà ngày hôm qua luật sư nói thì đó là lý do mà từ ngày hôm nay họ không muốn xảy ra bất cứ một cái sự bạo động nào nhất là ở phía trước uh, Trump Tower họ thấy một có chỉ có một số ít những người ủng hộ ông nhưng mà đa số là những người chống đối trong trong thời gian qua như hình ảnh đã đưa đó, ngay phía trước tòa. Án. Vâng thưa quý vị, à, sau à, trước khi mà cái ngày hôm qua bộ, đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định mà truy tố ông đó, chúng ta cần phải nói là à, những ngày trước đó báo chí họ liên tục thực hiện những cái cuộc thăm dò, thăm dò cử tri cộng hòa thôi là không nói rồi thì khoảng 75 cho đến gần 80% cử tri cộng hòa đó họ nghĩ cái chuyện mà ông Alvin Bragg đi truy tố ông Trump là political motivated là uh, động lực chính trị động lực động lực chính trị chứ không phải như uh, ông Alvin Bragg ông nói là không có ai mà trên pháp luật cả. Còn với một cái cuộc thăm dò khác nữa thưa quý vị mà họ hỏi uh, các cử tri mà vừa uh, độc lập rồi giống như là không theo phe phái nào và kể cả cử tri của Đảng dân chủ thì cũng đến 30%. Nghĩ đây là một cái chuyện mà có động lực chính trị ở trong này cho thấy là thật sự cái tội này đó nó không phải như giống như ở ở New York đó, cái tội cái chuyện mà đưa tiền bịt miệng không phải là it's not a crime thưa quý vị, nhưng mà làm giả hồ sơ kinh doanh thì mới là tội thì bây giờ đó người dân họ cảm thấy là ông Alvin Bragg này, ông cố tình, ông moi móc, ông ráng để mà kéo cái chuyện này thành một cái trọng tội để mà đi bắt ông Trump để làm gì? đương nhiên người ủng hộ ông Trump và phía cử tri đảng cộng hòa thì họ nghĩ là phía phe dân chủ đó đang tìm mọi cách ngăn không cho ông Trump ra tái tranh cử mà thôi. quý vị thật sự thấy. Lần đầu tiên một cựu tổng thống bị truy tố sau khi mà hết nhiệm kỳ. Bởi vì sao? Bởi vì ổng đang ra tranh cử nữa. Chứ còn như chẳng hạn như ông Clinton ngày xưa đó, cái chuyện mà bê bối à, vừa khai mang cho lời khai giả, rồi ngoại tình, à, quan hệ tình dục ở trong tòa Bạch Ốc luôn nữa. Nhưng mà cuối cùng cũng được... À, Uh, quyết định luôn thưa quý vị là bởi vì ông không ra tranh cử nữa còn bây giờ ông trump đó ông vẫn còn đang có sức ảnh hưởng và còn ra muốn tái tranh cử thì về phía phe dân chủ phải làm một cái gì đó thôi không uh, không những không tự nhiên mà bây giờ tất cả những đối thủ trong đảng cộng hòa của ông trump đó là ông mike pence và ông desantis lại đưa ra những cái tuyên bố binh vực cho ông trump ông de santis gọi cái vụ mà truy tố này là un american thưa quý vị và ông nói luôn nếu như mà thật sự ông trump ông không ra trình diện tòa vào tuần sau đó de santis sẽ không có dẫn độ ông trump từ florida về new york nếu như mà phía công tố viên yêu cầu cho thấy là cái chuyện này nó vô lý như thế nào yeah. Và chúng tôi sẽ có thêm phần bình luận và trình bày liên quan tới vụ này Trong phần tin tức nổi bật chiều nay lúc 5 giờ Kính mời quý vị cùng theo dõi Chúng tôi trả lời ngay sau phần quảng cáo Vốn cái bản tin rất là quan trọng đó liên quan tới Medicaid Nhiều người sẽ mất Medicaid Bắt đầu vào ngày mai Mời quý vị cùng theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng gia giòn com Kính thưa quý khán thính giả, hàng triệu người Mỹ, trong đó kể cả người Việt Nam nữa, nếu những người Việt Nam này sống trong các tiểu bang mà sắp tới đây họ nói là bắt đầu vào ngày mai rồi. À, tin tức chúng tôi ghi nhận được 9 tiểu bang Thực sự thì chưa biết họ cắt liền ngày mai hay không. Hay là họ đã gửi giấy tới rồi để báo. Bởi vì trong thời gian đại dịch đó, có những tiểu bang, mình không nói tới California, California vẫn cung cấp Medicaid. Đây là chương trình mua thuốc men thôi. Nhưng mà còn nhiều cái vấn đề khác nữa liên quan tới Obamacare. Sau khi một quan tòa ở Texas ngày hôm qua ra phán quyết ngăn ngừa một số những dịch vụ y tế đến từ Obamacare. Còn đây là một cái vấn đề của nhiều tiểu bang trước đây. Những tiểu bang mà họ dựa trên lợi tức. Vấn vấn đề chính đó là lợi tức. Bởi vì à, trước thời xảy ra đại dịch đó, thì một số những tiểu bang à, trong đó đa phần là bảo thủ, không thích những cái chương trình Obamacare hoặc nói rằng cái chuyện mà cung cấp thuốc men đó là phải do người mua bảo hiểm hoặc là người có bảo hiểm hoặc là do các công ty đài thọ thuốc men Medicaid thì dựa trên các hồ sơ mà lợi tức đó thì họ đang trong cái tiến trình thanh lọc sàng lọc có nghĩa là nhiều triệu người ít nhất trong bản tin chúng tôi ghi nhận á 5 triệu người Mỹ trong nhiều tiểu bang đa phần là bảo thủ đó, sẽ bị cắt dựa trên lợi tức thí dụ Lợi tức thì nó tùy thưa quý khán thính giả. Thí dụ như chúng ta ở California đó, lợi tức có thể lên tới 95 ngàn. Nhưng mà ở Alabama nhiều khi nó có 45 ngàn thôi. Mississippi, Louisiana thậm chí nó còn 35 ngàn. Tùy theo các tiểu bang mà mức sống, đời sống, rồi lạm phát, rồi thuế má của những tiểu bang này. Cho nên quý vị ở những tiểu bang nào quý vị có thể sẽ được thông báo và nhận được cái tin báo là chương trình nó không còn nữa. Thế thì chuyện gì xảy ra? Bắt đầu vào ngày mai 1 tháng 4. Nhiều người đi à, mua thuốc, sử dụng Medicaid. Thì à, bên nhà thuốc Tây nói rằng sorry, cái hồ sơ của quý vị vừa bị phong tỏa. Cấm, không bán nữa. À, nếu muốn á, quý vị phải nộp hồ sơ lại. Thì đây là một cái vấn đề chắc trở hiện nay. À, chưa hẳn là hoàn toàn cấm, à, ngừng cái chương trình này. Nhưng mà tại các tiểu bang bao gồm Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, New Hampshire, Ohio, Oklahoma và West Virginia. Cho nên quý vị Việt Nam nào sống tại những tiểu bang này trong thời gian qua, nếu như lợi tức của quý vị có tăng lên theo hồ sơ thuế hay là trước khi đại dịch xảy ra mà quý vị có hồ sơ chưa kể là rời địa chỉ nữa. Tất cả những cái vấn đề này nếu như quý vị không khai lại hoặc là lập hồ sơ lại thì cái eligibility là cái chuyện mà quý vị có hợp thức trong cái việc mà nhận Medicare hay không sẽ bị xét lại thì chín tiểu bang mà chúng tôi vừa nêu trong đó Arizona, Florida rất nhiều người Việt Nam sống ở đây, Oklahoma nữa. Thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng Medicaid. Có những tiểu bang họ sẽ báo trước nhưng mà có những tiểu bang tự động ngày 1 tháng 4 bởi vì luật đã ra rồi. Tự động ngày 1 tháng 4 họ sẽ cắt quý vị rời khỏi chương trình dựa trên cái lợi tức của quý vị thì họ nói rằng có thể quý vị phải yêu cầu với công ty để mà cung cấp lại cái Medicaid này. À, sau đó chúng tôi sẽ gửi thêm quý vị một cái tin tức liên quan đến phán quyết của tòa ở Texas. Và thưa quý vị, quay sang một bản tin khác thì công tố viên ở tại San Jose cho biết là vừa mới bắt và truy tố Uh, cái 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 cái, cái tin này thật là chấn động thôi quý vị một bà bà làm director cho một cái uh, nghiệp đoàn của cảnh sát mà lại đi buôn lậu ma túy và uh, chất cấm thôi quý vị thì đây là bà joan Segovia 64 tuổi thì bây giờ đó hồ sơ truy tố từ Bộ Tư pháp cho biết là à, thứ nhất bà này đã làm việc cho nghiệp đoàn của Sở cảnh sát San Jose từ năm 2003 và từ lúc năm 2016 đó thì bà lên được đến cái chức là director là cao nhất ở đây rồi thì thật sự ra cái việc bắt giữ của bà đó là một cái chuyện tình cờ khi mà FBI cùng với giống như là lực lượng mà truy tìm bắt giữ những cái tổ chức buôn lậu thuốc phiện ma túy mà nó gửi từ nước ngoài vào Hoa Kỳ đó đặc biệt là họ tập trung ở khu vực trung quốc với lại ấn độ thì khi mà họ bắt được một cái nhóm đường dây ở ấn độ đó thì phía fbi của hoa kỳ à, họ có được những cái message của cái đám mà buôn lậu ma túy rồi đó thì họ phát hiện danh sách của những người khách hàng thì họ lần theo từng người từng người một và họ tìm được một cái uh, giống như uh, chúng giữ mỗi một khách hàng chắc order nhiều lần đó một cái account thì thấy có ghi là account tên là uh, j Segovia và bắt đầu mua từ năm 2015 cho đến năm 2023 và lúc nào cũng gửi về San Jose và đặc biệt là cái uh cái shipping UPS account đó thì phía FBI họ bấm một phát ra liền lại là của nghiệp đoàn uh, sở cảnh sát San mm. Jose thì thế là họ mới lần theo cái cái tên Segovia này là ai và họ truy tìm từ cái UPS account bà này đi buôn lậu ma túy yes, mà dùng sir. UPS account của sở cảnh sát thì họ canh bà này rất là lâu thì họ thật sự uh, bắt đầu chứng thực đó là bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 là bà mua những cái kiện hàng đầu tiên lúc ban đầu đó là ở Trung Quốc thưa quý vị và sau đó chắc bà làm ăn nhiều đó tìm được nhiều mối hơn thì nó lan qua đến cả Ấn Độ và kể cả Canada nữa bà cũng mua luôn mà mỗi một lần đó là mấy trăm pound thì toàn là ghi là uh, giống như là um, đồ ăn khô rồi những cái đồ trang trí uh, hoặc là sô cô la chẳng hạn vân vân và gửi thẳng về nhà của bà này ở San Jose và cái cách thức mà bả liên lạc đó thì bả cũng khôn lắm không bao giờ dùng email cả mà bả dùng cái WhatsApp quý vị cũng nhớ cái WhatsApp là cái ứng dụng mà của phía trung quốc à, đặc biệt là những người mà, mà buôn bán đồ của trung quốc đó họ rất là thích xài WhatsApp tại vì WhatsApp là nó encrypted là không thể nào mà crack vô được thôi quý vị mà một khi mà delete rồi đó, là không có retrieve lại được thì tất những cái kẻ mà buôn lậu hay là làm những cái chuyện mà, mà phi pháp đó chúng rất là thích xài WhatsApp thì bà này bả xài cái đó thì uh, phía cảnh sát cho biết là đến khi mà họ chứng thực được là bả nhận rất nhiều những cái bưu kiện từ những cái đường dây mà họ bắt được đó gửi về nhà thì cuối cùng đến ngày đầu tiên đó là vào năm 2022 là phía FBI đã tiếp cận bả và giống như là đặt câu hỏi đồ rồi nhưng mà lúc đó họ chưa có uh, um, giống như là bằng chứng vậy mà phía FBI cho biết là sau khi mà bị FBI tiếp cận đó bả vẫn tiếp tục order đồ nữa thưa quý vị. Uh, nhưng mà lần này khôn hơn là dùng một cái địa chỉ khác nhưng mà cũng ở San Jose không gửi về nhà nữa rồi sau đó đi đến cái 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 địa chỉ đó chắc có thể là một cái um, uh, 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 cái, cái, cái những cái warehouse hay cái gì đó bà thuê, ừ. bà đến đó bà lấy bưu kiện về và sau đó bà bán cho khách hàng ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ <laughs> và cuối cùng uh, phía FBI cho biết là mới ngày 13 tháng 3 đó họ đã uh, giống như là À, chờ một cái kiện hàng thật sự từ Trung Quốc gửi đến bên trong là những cái loại thuốc giảm đau loại nặng và uh, methamphetamine thưa quý vị và bả yeah. ra bả nhận hàng một cái là bắt liền ngay lập tức. Trong đó fentanyl nữa bởi vì rất nhiều trẻ em chết. Các em đi ra mua thì tưởng rằng đó là các loại thuốc giảm đau opioid nhưng mà bị pha chế chất fentanyl thuốc ma túy đá và tử vong. À, hồi nãy chúng tôi có gửi đến quý vị cái tin liên quan tới à, ít nhất là 9 tiểu bang trong đó có Arizona, Florida. À, chương trình Medicaid thuốc men á, bây giờ bị kết thúc ngày 1 tháng 4. Lý do là vì họ cái chương trình này lẽ ra đã kết thúc 2 năm trước. Nhưng mà vì đại dịch nhiều tiểu bang và nhận được cái tiền hỗ trợ của chính phủ cho nên họ ngừng lại. Bởi vì trong đại dịch mà còn cắt cái tiền thuốc nữa thì không được. Nhiều chương trình khác nữa thưa quý vị, trong đó kể cả chương trình hỗ trợ để giảm giá Internet, rồi chương trình cung cấp thực phẩm Snap nữa, rất nhiều các chương trình mà ngày 1 tháng 4 là bị ảnh hưởng khắp hết. À, không những một tháng 4 mà kể cả ngày 1 tháng 3 vừa qua đó, cái chương trình Snap cũng kết thúc. Khi mà kết thúc cái chương trình này, cái chương trình cung cấp à, giảm giá còn 30 đô la Internet cũng kết thúc luôn nhiều chương trình khác để bị ngừng lại gây ảnh hưởng cho hàng chục triệu người mỹ và cái vấn đề khó khăn chưa hết chương trình hỗ trợ gia cư ngày hôm nay cũng được tuyên bố là kết thúc luôn riêng ở california bây giờ họ đang đôn đáo tìm thế nào để hỗ trợ bởi vì sắp tới đây luật đã kết thúc rồi hỗ trợ cho vì đại dịch Chúng tôi trở lại ngay sau phần tin tức với những cái tin tức quan trọng liên quan đến túi tiền của quý khán giả liên quan tới các chương trình hỗ trợ trợ cấp của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Chúng tôi đang gửi đến quý vị những cái tin tức liên quan đến ảnh hưởng về chương trình y tế. Trong đó thuốc men là chắc chắn rồi. 9 tiểu bang um, bắt đầu vào ngày mai. Theo dự trù là cắt hết. Trong đó có Arizona, Florida, nhiều người Việt. Ngày hôm qua, một vị thẩm phán, một quan tòa ở Texas đã ra phán quyết một trong những chương trình của Obamacare, trong đó cung cấp buộc các công ty bảo hiểm tư nhân. Tức là ví dụ quý vị đang đi làm cho công ty đó, thì không có Obamacare, thì công ty tư nhân phải cung cấp cho quý vị các chương trình chăm sóc phòng ngừa. Đây là chương trình chăm sóc phòng ngừa miễn phí bao gồm sàng lọc ung thư, rồi sàng lọc tiểu đường và kể cả phòng ngừa HIV nữa. Rồi nhiều cái vấn đề khác, trong đó có vấn đề giới tính. Thì từ năm 2020 có hai cơ sở kinh doanh nhưng mà họ nói đó họ là theo thiên chúa giáo và kể cả hai người chủ nhân của các công ty khác mà họ nói rằng vô lý chúng tôi là người theo thiên chúa giáo có những chương trình vi phạm vào niềm tin tôn giáo của chúng tôi đó là vấn đề đồng tính không thể nào chúng tôi chấp nhận phải trả tiền để mà ngăn ngừa hiv phòng ngừa sàn lọc hoặc chữa trị hiv cả họ đã đệ đơn kiện lên tòa texas và phán quyết của tòa texas sẽ còn dài nữa thưa quý vị nhưng mà riêng ngày hôm qua đó phán quyết này đã gây bất lợi cho chương trình từ thời ông obama đã được chính thức nhiều tiểu bang công nhận california không sao những tiểu bang cấp tiến hoàn toàn là dân chủ thì không bị ảnh hưởng bởi vì họ có những cái chương trình hỗ trợ nhưng mà tại những tiểu bang bảo thủ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà luật được thi hành Ở Trước đây những người được Chẩn đoán ung thư Thì thường là công ty sẽ hỗ trợ Bây giờ thì không còn nữa Vậy thì chuyện gì xảy ra Bỏ tiền túi ra mà đi khám ung thư Trong đó có những cái chương trình như là à, Chụp quang tuyến vú thưa quý vị Đối với bệnh ung thư vú Cho người phụ nữ từ 50 đến 74 mà thường đó bác sĩ khuyên là các phụ nữ 50 trở đi là nên chụp hình quang tuyến để họ xem coi có cái nguy cơ. Nhất là những người phụ nữ này đã có tiền sử trước đó từ bố mẹ hoặc ông nội bà ngoại gì đó bị ung thư vú. Thì đây là một cái vấn đề lớn. Chưa hết nữa, ngăn ngừa lây nhiễm HIV thì đối với các cơ sở kinh doanh À, mà theo thiên chúa giáo đó, tin lành vân vân, bất kể thì họ nói rằng vi phạm vào niềm tin tôn giáo về vấn đề đồng tính của họ cho nên họ ngăn cản. Thì bây giờ bên phía chính phủ Biden à, chắc chắn là sẽ phải à, kháng cáo lên tòa kháng án. À, việc này đó tòa kháng án ngay lập tức bởi vì đây chỉ mới ngày hôm qua thôi. Nếu có thường chúng ta sẽ thấy tòa kháng án là ngay lập tức đình trệ, không cho thi hành bởi vì tòa kháng án còn thụ lý nữa rồi lại đưa lên tới tòa tối cao pháp viện để xét và cái đây là một cái vấn đề liên quan đến niềm tin tôn giáo đó thì có thể một lần nữa khi mà lên tới tòa tối cao pháp viện họ sẽ trả xuống cho các tiểu bang tùy theo mỗi tiểu bang để xem coi cái vi phạm vào cái quyền tự chứ không có phán quyết toàn bộ 50 tiểu bang phải hủy bỏ cái chương trình phòng ngừa miễn phí À, liên quan tới các bệnh ung thư nhé tiểu đường hiv và nhiều chuyện khác nữa và thưa quý vị um quý vị cũng còn nhớ là vào hồi tháng giêng năm nay đó cái 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 luật mà bảo vệ những người thuê nhà họ gọi là eviction ban ở Los Angeles vì cái lý do đại dịch mà không trả được tiền nhà đó nhưng mà chủ nhà không thể đuổi họ đã được gia hạn thêm 3 tháng nữa nghĩa là đến cuối tháng 3 này và chính xác là ngày hôm nay cái luật đó ở cái thành phố cuối cùng ở Hoa Kỳ Los Angeles cũng đã hết tất cả những cái tiểu bang khác đó họ đã kết thúc cái chuyện bảo bảo vệ người thuê nhà vì lý do đại dịch là từ năm ngoái rồi nhưng mà California còn kéo dài và đặc biệt là Los Angeles kéo đến tháng đến ngày hôm nay là cái nơi mà trễ nhất rồi tuy nhiên thì cái chuyện mà, mà bảo vệ cái thời đại dịch đó quý vị cũng nhớ là nếu như mà cái người thuê nhà họ lấy cái lý do là tại vì covid mà tôi bị mất việc làm tôi không trả tiền thuê nhà được không chủ nhà không được đuổi hoặc là họ nói là chồng của tôi đã mất vì đại dịch bây giờ cái lương ở trong gia đình đã không có đủ sống thì tôi không thể đóng tiền nhà thì cũng không thể đuổi họ từ 3 năm qua rồi. Nhưng mà với cái chuyện là bây giờ đó quý vị cũng nhớ là hồi tháng giêng khi mà được gia hạn thêm 3 tháng nữa, nó đã gây ra một cái sự phẫn nộ khiến cho như quý vị thấy trong hình đó, một loạt các chủ nhà ở Los Angeles họ xuống đường, họ biểu tình, họ kéo về City Hall, họ làm dữ nhưng mà cũng không có làm gì được hết. À, tại vì 3 năm rồi họ vẫn phải cho những cái người đó ở không đóng tiền nhà mà có nhiều uh, bây giờ nhiều trường hợp đó các chủ nhà họ nói là họ thấy được luôn là người thuê nhà đó không đóng tiền cho họ nhưng mà có tiền đi mua xe mới rồi đi này nọ vân vân thì uh, sau cái Movie chuyện thì sau cái chuyện này đó thưa quý vị sẽ có những cái vụ mà thưa kiện nhau uh, yeah, những yeah. người chủ nhà đó sẽ kiện thành phố vì cái luật này vân vân sẽ gây ra một số những cái vụ náo loạn nhưng mà quay trở về cái chuyện mà bây giờ cái việc gia hạn đã hết rồi thì bắt đầu qua ngày mai đầu tháng tư đó thì phía thành phố cũng nói luôn là bây giờ cái chuyện mà trả tiền nhà cho chủ nhà nó sẽ quay trở về đúng theo như những cái quy định trước thời đại dịch nghĩa là không có trả trễ rồi giống như là trước đây người thuê nhà có cái hợp đồng gì với chủ nhà đó là nếu mà không trả trong bao lâu phải dọn đi là nghĩa là phải theo lại hết những cái gì mà họ đã đồng ý với nhau chứ còn không có thể lấy cái lý do đại dịch ra nữa thì cũng chính vì vậy mà bây giờ đó giới lãnh đạo thành phố Los Angeles họ đang chuẩn bị mọi thứ để mà phòng ngừa bởi vì họ ước tính là chắc có khoảng mấy ngàn người sẽ bị evict thưa quý vị bởi vì bởi vì những người chủ nhà này đó, họ đã chờ một ngày nó hết một cái là họ tống khứ ra liền. Tại vì sao? Cái luận mà bảo vệ đó thưa quý vị là chỉ bắt đầu từ tháng tư này là phải trả tiền nhà lại cho người ta thôi, chứ mà còn tiền nhà của 3 năm vừa rồi đó không có trả một đồng nào hết. Cho nên What? là <laughs> tại bảo vệ trong cái khoảng thời gian đó có cái luật mà thì bây giờ đâu có đòi lại được, cho nên là Quý vị có nghĩ là chủ nhà nào mà đồng ý cho cái người nền thiếu Chết họ 3 rồi. năm tiền nhà tiếp tục ở hay không? Cho nên là một loạt những cái người này chắc chắn sẽ bị người chủ nhà họ đuổi ra. Thì bây giờ bà thị trưởng của Los Angeles cho biết là phía thành phố đó họ đã lập ra một cái tổ chức gọi là StayhouseLA.org thì chuẩn bị cho những ai mà họ biết là họ sẽ sửa sắp sửa bị đuổi rồi đó mà bây giờ không có tiền thực sự những cái trường hợp mà khó khăn thật đi nói như vậy đi đến cái chỗ này của thành phố thì thành phố sẽ giúp đỡ có thể một số tiền để relocate họ đi mướn một cái chỗ khác nhưng mà vẫn sẽ phải tiếp tục trả tiền cho những cái chỗ mới chứ không có cái chuyện mà bây giờ không nói là tôi nghèo quá tôi mất job tôi bị covid vân vân rồi bây giờ tôi muốn ở đâu đó mà free không trả tiền thì không có cái chuyện đó nữa. nhưng mà bên phía chính quyền tổng thống Joe Biden sáng nay nhận được yêu cầu của ông Gavin Newsom, ông thống đốc Newsom nói, nói rằng ông sao? sẽ lấy tiền Medicaid, medical bởi vì có thể dư à, vâng. thì bên phía nhà phía ông Biden chuẩn thuận, mọi người đang chờ đợi California này nếu ông Biden say yes á thì California có thể lấy một phần tiền của cái chương trình bảo hiểm y tế đó trả cho những người mà gặp khó khăn trong vấn đề mà họ sẽ bị evict đuổi ra khỏi nhà. Chúng tôi chờ đợi để xem coi cái tình huống là như thế nào cho riêng với California. Còn những tiểu bang thì khác, thì chưa biết được có thêm những cái sự hỗ trợ nào của chính phủ sở tại hay không. Và đó là các bạn tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý các thính giả. Chiều nay chắc chắn đề tài về Trump sẽ tiếp tục nổi bật trong phần tin tức nổi bật buổi chiều sau 5 giờ là giờ tin tức của đài. Mời quý vị cùng theo dõi vào vào trong youtube xin nhớ đến nút like nút subscribe của vị nha. kính chào quý vị, vị và cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau